Em xin chào các bác đã đến với video của em nha. Kênh Hàng Nhật Bãi, kênh của em chuyên bán các mặt hàng nội địa Nhật như nồi cơm, bếp ga, bếp từ. Thì hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu các bác là một mẫu nồi cơm của hãng Mitsubishi. Mẫu này là cắp nách 1 lít, có công nghệ cao tầng. Đặc biệt là nồi này có màn hình LED dẫn nối cô gái Nhật và có son carbon. Nồi hình thức rất là mới đẹp nha các bác, sản xuất 2015. Nồi vuông đẹp sang trọng hiệu Mitsubishi thì rất là nổi tiếng rồi các bác. Có sản xuất xe hơi nữa nên là như là đảm bảo chất lượng, các bác cứ yên tâm sử dụng. Các bác thích cái màu đen thì cứ mua cái nồi này, vuông cắp nách sản xuất 2015 đây. Công suất 1270W. Điện có 500V. Đó, rồi rất là ok. Hình thức là còn ba đen bóng đẹp luôn nha các bác. Đây. Thì màn hình LED thì các bác dễ dàng sử dụng, dễ nhìn. Son carbon thì nấu cơm cực kỳ ngon luôn các bác, nhưng nó ngon như son gốm vậy đó. Rồi mình 1 lít là sử dụng gia đình mình 3 đến 5 người nấu 3 bát gạo. Đây mã này NG nè. KHX 106. Đó, nồi rất là đẹp nha các bác. Đây, vô phần cái hộc hơi đây. Cái dung đây, là rất sạch đẹp đây. Ngon còn xanh mềm dẻo, gòn của Mitsu là 2 lớp nha các bác, lưu ý giúp em nha. Thì em theo cái nồi này luôn cho các bác ha, thì các bác xem cố gắng hết video giúp em. Đây lòng son carbon đây các bác, đó lòng son carbon nha. Đó, son carbon là như dạng như son gốm gì đó, nấu cơm ngon lắm, nó không có, nó giữ nóng lâu nữa, nó không có như những cái son khác mà nó mỏng đâu. Son này rất là dày mà nặng, mà nấu cơm rất là ngon, đặc biệt là nấu cơm rất là ngon. Đây các bác xem ha, lòng trong cũng sạch đẹp. Thì các bác có ưng các mẫu nồi thì các bác chụp màn hình gửi qua Zalo cho em, số điện thoại trên màn hình nha. Rồi em sẽ cắm điện báo giá luôn các bác nhanh gọn. Thì kính thưa các bác, em đã cắm điện về, bấm nút này nấu cho em. Thì em đã chỉnh hết rồi, về vị trí việc nấu cơm bình thường lúc này đó. Còn em giới thiệu đơn sơ lược qua cho các bác là những nút như trên, nút này là chọn gạo, nút là menu là chỉnh chế độ nấu, nút mà nấu nhanh. Đó. Lúc này chỉnh chế độ nấu, lúc này là tắt, lúc này là nấu, lúc giờ, lúc phút, lúc này là hẹn giờ, lúc này là chỉnh chế độ nấu. Thì giờ mình tắt đi, tắt cũng là hâm luôn nha các bác. Đây bấm vô đây thì nó có nấu ngon, thì mình chức năng mới nãy là nấu rồi đó, giờ mình bấm thêm cái nữa cũng là nấu luôn. Còn chức năng này nấu nhanh, nó nhanh thì của nồi Mitsu này là tầm 21 phút, 20-21 phút. Nhưng các bác lưu ý giúp em chức năng nấu nhanh là mình chỉ nấu được một bát gạo hơn một tí thôi, hoặc là mình hâm cơm, còn không nấu thì tắt cho em. À, giờ mình chỉnh cho tới giờ nè, đó có hai khung giờ để hẹn nè, buổi sáng nè, buổi chiều nè, đó không hẹn thì hẹn vô thì bấm vô đây đó, còn không hẹn thì tắt. Rồi trên tới đồng hồ nha các bác đây. Đắt đi. Lộn, bấm lộn rồi ra, chưa bấm trên đây sao bấm dưới đây được. Đây, đó. Đây đồng hồ chạy on on như là nó bình thường nha các bác, đó. Chúng đó là đồng hồ mình chạy on bình thường. Rồi, muốn tắt cho em. Đây nồi đã test ok, hoạt động full chức năng, mọi chức năng đều đã test ngon lành. Giờ các bác chỉ bấm nút này nấu cho em. Nút này tắt. Còn có nấu xôi, nấu cháo, nấu gạo lứt thì em sẽ có riêng cái video riêng cho các bác nữa. Này nấu xôi là 50 phút nè. Thì em sẽ có thêm một cái video riêng sử dụng chi tiết cho các bác khi các bác nhận hàng ha. Thì nồi Mitsubishi, nồi 2015 có công nghệ cao tầng, nồi vuông cắp nách hình thức là rất là đẹp. Son carbon, màn hình LED có giọng nói của gái Nhật. Em đang để với giá các bác là 1 triệu. Sale 1 triệu cho các bác, trên nồi này thường là bán 1 triệu 2 triệu 4 nha các bác. Nhưng nồi này em sale các bác giá là 1 triệu. Các bác nào ở gần khu vực qua thì em sẽ bớt cho các bác tí lọc. Còn bán thì đúng giá trên niêm yết trên video. Bán ra có bảo hành các bác là 3 tháng tránh trường hợp cấp nhìn điện. Các bác chuyển khoản đủ 1 triệu em bao ship, cọc cho em 200 các bác trả tiền ship. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em ha. Mong rằng các bác xem được video. Sức khỏe dồi dào, may mắn tài lộc. Cảm ơn các bác.